Đây là con vét 1000. Không, để bơm mới luôn. Lấy cái bơm mấy cái đồ của người ta cột lên trả lại. Nhớ cột lên xe á, để vô cái bịch hết đi, xong rửa xe xong rồi cột lên lại để cho nó khỏi rớt. Xe Z 1000 này mang qua mình bảo dưỡng thì đi lâu á, cái bơm nó sẽ bị cặn dơ, nó hư, nó yếu, nó sẽ lên vòng tua cao không được. Cái hiện tượng mà cái bơm nó hư là anh em chạy nó lên một số vòng 6.000-7.000 cái nó hết lên được nữa, là cái áp lực phun của bác nó không có đủ để mà nó lên tiếp đó. Phục xì đó. Trước mắt cái xe này sáng ngày mai mình mới bắt đầu làm, mai hoặc là ngày mốt ngày mai để mình xong con kia đã, thì ngày mai mình sẽ làm, hôm nay mình sẽ rửa nó sạch trước đã, tại vì nó dơ quá thì mình lúc mà mình làm á, những cái dơ nó sẽ xước sơn xước rồi này kia, với lại nó dơ cái tay mình hay là đó, nó mình thích trước khi mình sẽ rửa lại trước, nghĩ xe quá dơ. Sau khi đó mình làm xong hết mình sẽ rửa lại một lần nữa mình mới giao khách, thì hai lần rửa như vậy những cái xe dơ như vậy nè bảo đảm mình rửa mới kèn, và cái tiền mình không có tính tại vì nó nằm trong luôn cái option combo để mà mình bảo dưỡng cái xe này đó. Điều khi mà khách muốn rửa siêu sạch nữa thì mới mở ra hết, mới rửa siêu sạch thôi, còn bình thường như vậy mình chỉ rửa mức độ dưới này, nhìn ở ngoài nhìn vô là không thấy là sấy sạch hết, còn ở ngoài bên trong có những cái chỗ không thấy đó mới gọi là siêu sạch. Là toàn bộ khoảng này mình rửa một phần thôi, cái phần này mình không có tính tiền. Benelli đi nửa tiếng nghỉ mệt lần làm xong rồi nha, cũng đi mấy chỗ làm hết rồi đó, cái mình cũng xong rồi, anh qua lấy xe nha. Rồi rửa sên như vậy sạch sẽ, cái bảo dưỡng cái gói bên mình đó, làm nó sẽ có những cái mà mình cảm thấy tùy theo cái ý khách hàng muốn là mình sẽ tư vấn. Như cặp vỏ này còn đi được khoảng 3.000 đến 5.000 nữa thì mình sẽ nói khách hàng những cái tuổi thọ, như những cái bộ phận hao mòn đó, như là thắng vỏ này kia đó, nồi mình còn đo được cái rồi, và mình sẽ tư vấn với khách. Ví dụ như cặp bố này còn chạy được khoảng 5 đến 10.000 mà cái đĩa này nó xước hết rồi, nhưng mà mình sẽ khuyên chủ xe là chưa đi vớt lại cái đĩa để lấy mặt bằng, bây giờ chạy nó mòn hết cái được bố nè, sẵn làm cái này luôn, vớt lại luôn để cái bố mới trên cái bề mặt phẳng mới, trên mặt phẳng đĩa, chứ còn đĩa nó rảnh như vậy thì mình đi vớt xong mình xài lại bố cũ á, cái bố của nó cũng ăn rảnh rồi thì nó lại không cái độ mà thắng, nó không ăn bằng cái đời, nó mòn hết cái lớp rảnh đó đó thì nó cũng không hiệu quả. Tôi xài hết cái đợt bố này rồi mình thay bố mới sẵn làm luôn, thôi mình có tư vấn với khách đàng hoàng. Với lại cái là cái heo dầu này, đi lâu rồi thì cái lực phanh như bên sau nó không ăn trước thì mình mở vệ sinh đó, thay những cái siêu của nó, cái xin đó thì nó còn xài được cái tông đó, mở vệ sinh hết, heo tháo ra vệ sinh, tháo từng bộ phận luôn á, bữa mình có con nên coi rồi đó, thì đó mới hiệu quả được mà thay dầu thắng mới đó. Dầu trước nó màu vàng, dầu sau màu đỏ nè, dầu này là lấy lại rồi nè, hàng chi là ở sau anh nói là thắng không ăn à. Thắng không ăn mình chưa biết là do heo hay do dầu hay do bố, nhưng mà bố sau nó còn mặt một nửa hơn trước, sau còn khoảng 5.000, trước còn khoảng 10.000. thì cái clip sau mình sẽ làm xong xe này lên ga không được à, cái người chủ mới là cái người cảm nhận được mình bỏ tiền làm cái vấn đề gì và nó hiệu quả như thế nào, chính chủ xe là người cảm nhận. Thì mong nếu mà những cái sản phẩm mình làm nó tốt á thì những anh em giới thiệu cho mình đó, giới thiệu anh em cái gì nó cũng truyền bằng miệng nó sẽ hay hơn, và một khi mà mình công bố nó, mình nói giống như mình đã nhiều người ghét rồi, một khi mình nói nhiều quá thì nó để PR cho bản thân thì nó lại không hay đó. Chính là những cái người sử dụng người ta sẽ đánh giá được điều đó,
người ta giới thiệu anh em bạn bè rồi từ từ cũng sẽ nhiều hơn. Nhưng mà thật sự như vậy nó đã đang là đông lắm rồi. Đang là đông lắm rồi. Và những em vô học nghề nói chung là rất là nhanh. Mấy đứa vô đây 2-3 tháng là bây giờ biết lên máy rồi hết rồi. Những cái xe CBR 600 bên kia 1000 là những em nó lên máy hết. Đó, ban đầu nó sơ xuất mình có la có rầy, mình theo sát nó từ từ nó mới nhanh ổn định được. Và chưa có một cái chỗ nào mà chỉ cho nhân viên chỉ trong mấy tháng đó mà làm được những cái điều như vậy. Ít có chỗ nào cho làm như vậy lắm. Mình khẳng định sau khi mà một cái đứa của mình giao một cái xe nó tự biết làm gì và làm như thế nào luôn. Đó là mục tiêu trong vòng 6 đến 8 tháng của một cái người học việc ở đây, học nghề ở đây. Thời gian đầu mình bị la lắm. Chung là phải đánh đổi mình là người bị đánh đổi giữa khách hàng, người phải không hài lòng khi mình không có ở tại chỗ đó. Đó, mình không có ở cái chỗ xe mà theo sát em đó, thì cũng một số khách hàng có phản ánh lại những cái đó. Đó là mình cảm ơn khách hàng rất nhiều phản ánh lại với mình để mình rút lại những cái đó. Nhưng mà đó là mình phải chấp nhận nó, vì cái khóa đầu tiên là cái khóa gây dựng lên cái nền tảng, nên nó là cái mà mất mát mà mình phải gánh chịu. Mà mình muốn cho tụi em nó vô việc sớm thì những cái rủi ro đó mình phải chịu đó. Mong là bây giờ thì lứa này được khoảng 4-5 đứa rồi. 4-5 đứa là cho 2 đứa một chiếc đi, thì mỗi một ngày cũng giải quyết xong được khoảng ít nhất là 1-2-3 chiếc xe tùy cái trường hợp nặng nhẹ đó. Rồi, cảm ơn anh em nhiều. Thì anh em chờ mình coi mình làm xong cái xe này mình quay lại như thế nào anh em coi nha. Đó. Quay kỹ rồi cái gì anh em coi. Những cái cổ bô thì khó ra đó. Chua. Rồi cái cảm nhận từ xe nữa. Rồi, cảm ơn anh em nhiều.